ngày 24 tháng 3 Suy niệm kinh lạy cha mùa dịch COVID-19 Của Augustino Trần Cao Khải Có lẽ hơn lúc nào hết Trong thời điểm hiện tại Khi mà đại dịch cúng COVID-19 Đã trở nên cực kỳ nguy hiểm Và lan rộng hầu hết khắp nơi trên thế giới thì kinh lạy cha mà chúng ta đọc hàng ngày đã trở nên một lời kinh thấm thiết nhất trong các kinh nguyện. Đó cũng trở nên một bài suy niệm gợi mở cho ta nhiều suy tư và quyết định khi phải đối diện với sự lo âu, với sự sợ hãi, hoảng loạn, thất vọng và hoang mang cùng cực. Trước tình hình đáng lo sợ này. Người Kitô hữu chúng ta tự hỏi, Thiên Chúa đang ở đâu? Người muốn nói gì thông qua những biến cố đáng sợ và đau buồn này? Hơn lúc nào hết. Mọi tín hữu chúng ta đừng quên đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, nhất là khi cuộc sống chúng ta đang gặp phải những khó khăn thử thách có thể chúng ta dễ dàng quên đi người chăm lo thế giới này khi những biến cố xảy ra làm đảo lộn cuộc sống của mình. Giữ những sợ hãi, buồn phiền và nỗi thống khổ ấy, chúng ta cần xác tín rằng Thiên Chúa vẫn gìn giữ mọi sự trong trật tự. Khi mọi thứ xáo trộn, chúng ta phải luôn giữ bình an và tín thác vào thiên chúa khi biết rằng người là đấng sáng tạo và gìn giữ muôn loại bắt đầu kinh lệ cha chúng ta đọc lạy cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh cha cả sáng nước cha trị đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời thiên chúa là cha giàu lòng thương xót người ở trên trời như người không xa chúng ta. Sự hiện của người là vô cùng, vô biên và sâu thẳm. Mặc dù không thấy người, nhưng chúng ta nghe được lời của người. Đừng sợ hãi có ta ở với người. Đừng nhớ nhát ta là thiên chúa của người. Ta cho người vững mạnh ta lại còn trợ giúp với bàn tay toàn thắng của ta. Đọc Isaiah chương 41 câu 10 Chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa là cha chúng ta ở trên trời Vì người là đấng duy nhất để ta tôn thờ và yêu mến Vì tất cả chúng ta là con cái của người Và vì chúng ta tin tưởng tất cả mọi sự dữ sẽ qua đi và chỉ mình người là tồn tại. Chúng ta xác tín rằng không có gì vĩnh cửu trong thế giới này, kể cả những điều hạnh phúc và những điều phiền muộn của chúng ta. Hạnh phúc cũng chẳng vĩnh cửu và phiền muộn cũng chẳng vĩnh cửu ở trong cái thế giới này. Vậy chúng ta hãy an tâm Hãy an tâm Thiên Chúa hàng sống Và chúng ta sẽ vượt qua cuộc sống tạm bỡ này để cùng được sống với người trong nước vĩnh cửu. Chúa Giêsu luôn dùng từ Cha trong những thời điểm thử thách nhất và cho chúng ta biết rằng Cha luôn biết mọi sự chúng ta cần trước cả khi chúng ta lên tiếng nữa. Người là Cha lắng nghe chúng ta trong thầm lặng cũng như Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng hãy cầu nguyện trong nơi kín đáo. trong lúc dịch bệnh hoành hành thế này chúng ta cầu xin cho nhiều người biết danh thiên chúa để có niềm tin và hy vọng. biết danh là biết người. biết người thì sẽ cảm nhận được quyền năng và lòng thương xót của người lớn lao biết chừng nào. Người Kitô hữu và người ngoài Kitô giáo khác nhau ở chỗ là người Kitô hữu biết đích xác danh đấng mà mình tôn thờ và cầu xin. Không có cầu xin một cách vù vờ. Vì ta cầu xin với đấng nào thì ta biết là ta cầu xin với đấng ấy. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta là hãy cầu xin với Cha của Ngài, tức là đấng mà Ngài đã mặc khải cho chúng ta biết Cha của Đức Giêsu là một người cha quyền năng và giàu lòng thương xót. Lịch sử cứu độ đã chứng tỏ cho thấy rằng Cha luôn có kế hoạch giải thoát con người khỏi tội, sự chết và mọi tai họa. Cha là Chúa của kẻ sống. Khi dịch Covid-19 lan rộng ra các nước trên thế giới, Ngày nào người ta cũng thiết lập bản đồ COVID Corona để theo dõi tình hình dịch bệnh. Chúng ta cầu xin cho các chấm đỏ hay mảng tím ngày càng ít đi. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đó vẫn là xin cho nước cha ngày được triển nở trên trái đất và trong vũ trụ này. Nước của Thiên Chúa không có trên bản đồ nhân loại, cũng không phải là một vương quốc của một đế chế nào. Đó là vương quốc của Thiên Chúa mà Đức Kitô phục sinh là đấng được trao quyền thiết lập. Phải cầu xin để vương quốc ấy ngày càng lan tỏa ra toàn vũ trụ và khắp cùng trái đất. Chỉ trong vương quốc ấy con người mới thoát khỏi sự kiềm tỏa của mãnh lực sự dữ. Chỉ trong vương quốc ấy con người mới có bình an, hạnh phúc, yêu thương và tự do đích thực. Chú Kitô đã được Thiên Chúa Cha trao cho vương quyền thiên giới sau khi Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Ngài thiết lập hội thánh tân ước để tất cả những ai tham dự và mầu nhiệm nước trời sẽ được hưởng ân huệ mà Thiên Chúa đã hứa bàn. Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành muôn đệ làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Trong khi chúng ta thưa với Thiên Chúa là Xin ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Chúng ta lại thường leo lái thánh ý của Thiên Chúa Theo ý muốn của ta mình vẫn thưa với thiên chúa là xin ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời trong khi đó trong thực tế mình làm ngược lại với điều mình cầu xin là lèo lái thanh ý chúa theo ý muốn của mình khi mà dịch bệnh xảy ra đây thay vì chúng ta khiêm tốn cầu xin để biết đâu là đường lối của thiên chúa đâu là kế hoạch của người thì chúng ta lại điều khiển thiên chúa ta lại điều khiển thiên chúa bắt thiên chúa làm điều này điều kia như thể ban một phép lạ nào đó cho chúng ta thật ra ý thiên chúa luôn là một mầu nhiệm người hành động một cách kỳ diệu lạ lùng mà trí khôn ta không thể suy thấu được không thể hiểu biết hết được. Tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi. Và đường lối của ta cũng không phải là đường lối của các ngươi. Vì thế, đối với những việc xảy ra cho con người, dù tốt hay xấu, chúng ta một lòng tin tưởng và phó thác vào quyền năng lòng Chúa thương xót. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ các tín hữu: Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được Ngài kêu gọi theo như ý định của người. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người. Roma chương 8 câu 28. Về ý nguyện này, Đức Thánh cha Phanxicô đã chia sẻ như sau: Ý thanh cha nói khó khăn thử thách giúp chúng ta cảm nghiệm đau khổ như đã xảy ra với chúa giêsu trong vườn việt Shimani, khi người nếm trải sự đau khổ và người đã cầu nguyện lạy cha nếu cha muốn xin hãy cất chén này xa con nhưng xin đừng theo ý con mà là theo ý cha chúa giêsu đã bị vùi dập bởi sự ác của thế gian như người phó thác cách tin tưởng vào đại dương tình yêu của Thánh Ý Chúa Cha. Các vị tử đạo trong thử thách, các ngài không tìm sự chết. Các ngài tìm điều sâu cái chết, đó là sự phục sinh kìa. Thiên Chúa vì yêu thương có thể đưa chúng ta đi trên những nẻo đường khó khăn để cảm nhận những vết thương và gai góc đau khổ nhưng người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. người sẽ luôn ở với chúng ta bên cạnh chúng ta và bên trong tâm hồn chúng ta. xin cha khẳng định như vậy. trong kinh lệ cha chúng ta đọc tiếp xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày lời cầu xin này xem ra rất gần gần gũi và cần thiết đối với mỗi người chúng ta đó là mong được hàng ngày dùng đủ đó là niềm mơ ước của nhiều người nhiều gia đình nhưng tại sao chúa lại dạy chúng ta xin điều mà xem ra ngài không muốn chúng ta bận tâm lắm đức giêsu đã chẳng kêu gọi chúng ta là phải hoàn toàn tin tưởng và chúa quan phòng sao ngài đã nói rằng là vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi ta sẽ ăn gì uống gì hay mặc gì đây tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó cho nên trước hết hãy tìm kiếm nước thiên chúa và đức công chính của người còn tất cả những thứ kia người sẽ ban thêm cho Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức trong công chính của người Còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho Khi dịch bệnh xảy ra Ngoài vấn đề lo bệnh viện chạy chữa Lo chỗ cách ly, lo sắm khẩu trang, lo thầy, lo thuốc Người ta còn phải lo cái ăn, cái uống Trong điều kiện khan hiếm và mắc mỏ Nhiều người đã đua nhau tích chữ lương thực Chen nhau, đạp lên nhau để mà mua cho được tất cả những gì mình muốn mua. Không cần biết người nào khác. Hàng hóa thực phẩm trong siêu thị bỗng bị hút hết. Chuyện này không chỉ xảy ra bên Trung Quốc hay Việt Nam mà còn diễn ra ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Châu, Mỹ, Châu, bên Hoa Kỳ. Trong những lúc khốn khó, trong những lúc thiếu thốn, trong lúc hoảng loạn, mới lộ rõ bộ mặt thật của con người Ai là người ích kỷ Ai là người hèn mọn Ai là người thấp kém Ai là người cao thượng Ai là người quảng đại Và ai là người có lòng thương xót Trong số những người lo lắng hoang mang Về cái ăn thức uống thời Covid-19 Chắc cũng có nhiều người công giáo chúng ta Chúa biết điều này Chúa không trách móc chúng ta đâu Nhưng Ngài mời gọi chúng ta là hãy nhìn xa hơn đi Nhìn xa hơn đi Nếu chúng ta đầy đủ lương thực như mà nhiễm virus corona dương tính Rồi vĩnh viễn ra đi Thì liệu có ích gì cho ta hay không? Mua thật nhiều lương thực chữ Rồi bỗng thấy khó thở Bỗng thấy sốt và đi thử thấy xong phim dương tính Lúc đó tất cả những cái lương thực mà mình dành mình trà mình đạp mình chen mình lấn cho mình cho mình cho mình lúa để làm cái gì để cho ai và lúc đó có giúp để cứu lấy mạng sống của ta hay không nếu như trong hoàn cảnh dịch bệnh này ta có đầy đủ lương thực thực phẩm trong khi nhiều người anh em của ta thiếu thốn cạn kiệt mà ta không ra tay giúp đỡ thì liệu lương tâm của ta có bình an hay không hay là cái răng của lương tâm bị mòn hết rồi chả thấy nó cắn rứt gì nữa vì ta đã làm bao nhiêu việc trái lương tâm rồi nó cắn rứt rồi không còn răng mà cắn mòn hết cái răng lương tâm rồi bên cạnh việc nhắc bảo chúng ta nên chấp nhận cuộc sống vật chất hàng ngày dùng đủ đủ dùng hàng ngày Chúa cũng đề nghị chúng ta nên lo tích chữ vàng ư, đô la ư, mì ư, nước ư, không. Chúa đề nghị chúng ta nên tích trữ kho tàng trên trời là nơi mà những thứ đó không bị mối mọt ăn. Bát theo chương 6 câu 19 21 nói: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khuét vách lấy đi vì kho tàng anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Chúng ta đọc tiếp Kinh Lạy Cha và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con đối với thiên chúa chúng ta hoàn toàn mắc nợ người bởi vì tất cả con người và cuộc sống của chúng ta đều là ân huệ của chúa chúng ta được tạo dựng từ không nên có từ hư vô đến hiện hữu từ không là gì đến có là gì hơn nữa chúng ta được chúa cứu chuộc từ kẻ có tội trở thành bạn hữu của Chúa, từ phạm nhân đang chết trở thành con cái của sự sống. ơn cứu chuộc là vô giá. Chính Đức Giêsu Con Một của Thiên Chúa đã hy sinh mạng sống mình để xóa nợ thay cho chúng ta. trong cuộc sống đời này mọi người cùng mắc nợ nhau. Chúng ta không chỉ mắc nợ nhau tiền bạc vật chất này nọ Mà còn mắc nợ nhau về chất xám Trí năng Tinh thần Lòng tốt Sự tử tế Sự hy sinh xả kỳ Sự hiến thân Cho nghề nghiệp Vân vân Mỗi người đều mắc nợ nhau Và mỗi người phải có bổn phận Phải trả nợ ấy Không cách này Thì cách khác khi dịch cúm do virus corona bùng phát ta thấy không ít các bác sĩ các y tá nhân viên y tế các lực lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng các nhà khoa học đã liều thân lao vào trận địa của cơn đại dịch ta không ít người đã bỏ mạng ngay tại nơi làm việc vì nhiễm virus hoặc là vì làm việc quá sức kiệt lực chúng ta được sống an lành như hiện tại cũng là nhờ phần lớn những con người đã hy sinh thầm lặng ấy. trong khi chúng ta cầu xin chúa tha nợ cho chúng ta thì cũng phải xin chúa giúp ta làm mọi cách để có thể trả nợ cho những người anh em đã hy sinh mạng sống vì nhân loại này. Thánh Phaolô đã quả quyết Anh em đừng mắc nợ ai điều gì Ngoài món nợ tương thân tương ái Vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật Roma chương 13 câu 8 Ai yêu người thì đã chu toàn lề luật chúng ta suy niệm câu kết của kinh lạy cha xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ không một khi tôi hữu nào mà không có kinh nghiệm về những cám dỗ trong đời sống mình vấn đề là chúng ta có thái độ và phản ứng như thế nào trước cam dỗ xảy đến cho mình. Ma quỷ là tác nhân chính của cam dỗ. đúng như thế. Ma quỷ là tác nhân chính của cam dỗ. nhưng cũng có những mãnh lực khác hùa theo ma quỷ. chúng cũng có sức mạnh cam dỗ ta làm sự tội. đó là thế gian xác thịt. mà ta vẫn gọi là ba thù ma quỷ thế gian xác thịt ba kẻ thù. Trước hết chúng ta phải khẳng định rằng cám dỗ có một sức mạnh kinh khủng, nó như một cơn cuồng phong cuốn hút ta vào vòng xoáy của sự ác để chúng ta phải làm điều ác. Cho nên Thánh Phêrô đã nhắc nhở anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. Chắc chắn chúng ta không thể sống mà không bị cám dỗ được vì nó ở ngay sát bên ta, ở trong ta. Vấn đề là chúng ta xin Chúa ban ơn để mình có sức mạnh không chiều theo cam dỗ, không rơi vào bàn tay điều khiển của cam dỗ. Có hai phương thế để chúng ta đối phó với cơn cam dỗ đó là sống tiết độ và tỉnh thức. Có hai phương thế để đối phó với cam dỗ là sống tiết độ và tỉnh thức. nếu ý thức được mối nguy hiểm và sự tàn phá của tội lỗi, chúng ta cần phải phòng chống tội lỗi. Theo kinh nghiệm lâu đời của mình, Hội Thánh đưa ra nhiều lời khuyên đạo đức để giúp thực hiện điều này. Cụ thể nhất là tránh xa dịp tội. Trong Kinh An, An Tội, Kinh An, An Tội, chúng ta vẫn đọc. Nhờ ơn Chúa giúp con sẽ tránh sai dịp tội và làm việc đền tội cho cân xứng nhớ chúa giúp con sẽ tránh sai dịp tội và làm việc đền tội cho xứng dịp tội là những hoàn cảnh bên ngoài không gian thời gian sự vật con người đó là những hoàn cảnh bên ngoài những hoàn cảnh bên ngoài đó khiến chúng ta dễ bị cám dỗ phạm tội không tránh xa những dịp đó thì khó lòng tránh được tội lỗi vì thế cần phải tránh xa dịp tội nhất là những dịp tội gần mỗi người cần xét xem đâu là những tội mình hay phạm hoàn cảnh nào khiến mình dễ xa ngã phạm tội đó từ đó cố gắng xa tránh dịp tội khi dịch bệnh mới xảy ra ở thành phố vũ hán bên trung quốc mọi người đều lo lắng và hoảng loạn vì có thể đây sẽ là một thảm kịch lớn của nhân loại. Người ta đã ghi lại chứng từ của một nhân chứng có mặt tại chỗ như sau. Trong gần một tuần, sinh viên Mỹ Nicola Snyder, 21 tuổi, đã cố gắng nhưng chưa ra được khỏi Vũ Hán. Thành phố là tâm chấn của đại dịch virus corona và đang bị phong tỏa. Schneider đã nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 29 tháng Giêng rằng đây như một thị trấn ma, không có nhiều người và xe cộ. Một cảm giác lạ, một cách nào đó anh ta cảm thấy như là ngày tận thế. Thành phố sầm uất tới 11 triệu dân mà giờ đây vắng lặng một cách lạnh lùng. Schneider ở đây để theo học toán học ứng dụng ở đại học Vũ Hán cách 16 km với khu chợ buôn bán trái phép động vật hoang dã được cho là nơi mà chủng virus corona mới bắt đầu lây lan tai họa dịch chúng virus corona xảy đến có vẻ bất ngờ khiến cho nhiều người hoảng sợ đưa ra nhiều dự đoán người ta tập trung đi tìm nguyên nhân đây có thể không phải là thiên tai nhưng là một nhân tai khủng khiếp chăng? Đây có thể là biến chất của một loại hình chiến tranh vi trùng chăng? Đây cũng có thể là một ý đồ xấu xa của một quốc gia nào đó muốn tiêu diệt một nước thù địch chăng? Cũng có một cách lý giải khác rằng thiên chúa phạt người này người nọ, nước nọ vì tội chống báng thiên chúa và phỉ báng hội thánh Chúa Kitô Thực ra, xét về bản chất tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta tin rằng Thiên Chúa không thủ gắt ai cả. Ngài cũng không muốn nhân loại phải khổ sở điêu đứng. Ngài không phải là tác nhân gây tai họa. Mạnh bạo lên, can đảm lên. Đó chẳng phải là lệnh ta đã truyền sao. Đừng run khiếp. Đừng sợ hãi vì Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới. Chúng ta biết rằng hình phạt nặng nhất của Thiên Chúa không phải là gửi đến những tai họa tang tóc để ta không thể người yên trong tội lỗi. Đó còn là dấu chỉ lòng nhân từ của người muốn cảnh tỉnh ta để ta trở lại với người. Hình phạt nặng nhất là để cho ta có dư dật của cái sung sướng ở đời này và chỉ cất khỏi ta sự hiện diện sinh động của người vì ở trạng thái ấy con người có cảm giác rằng mình chẳng còn thiếu thốn chi nên không nghĩ đến việc trở lại nữa ước chi qua dịch cúng này mọi người bừng sáng con mắt đức tin để nhận ra quyền năng và lòng thương xót chúa để tin nhận quyền năng và lòng thương xót chúa sáng mắt ra để nhận biết quyền năng của Chúa và sáng mắt ra để nhận biết rằng mọi sự đều sinh ích cho người có lòng yêu mến Chúa. Amen.